Vâng, chào các bác nhé. Ở buổi tối hôm nay thì em vừa về được hai con đẩy Yamaha các bác này. Đấy, hai con này là rất là khủng của hãng ha. Đây các bác cùng xem, con đầu tiên là con Yamaha BC7500 này. Đấy, và con bên đây là con BC3500 ha. Đấy, cái con 7500 này con hết số của cái đời BC các bác ha, của cái series BC này. Đấy, nó có đời 3500 này, có cái dòng 5500 ha. Và con này là con 7500, là con lớn nhất ha. Đấy, rất là khỏe các bác. Con này chạy 60 xó than ha, 60 con. Và con này chạy 40 con ha. Đấy, rất là khủng cho các bác chơi những cặp loa công suất lớn ha. Rồi, và các bác cùng xem con 7500 này về ha. Con 7500 này về có cái thùng này các bác này. Đây, cái thùng này từ Nhật về luôn các bác ha. Từ Nhật về luôn. Đây, có chữ Yamaha đây các bác. Đây, cái thùng này còn mới lắm. Đấy, nó có bốn cái chân ở phía đứng ha. Cái dạng đứng thì nó có bốn chân này. Và dạng nằm nó cũng có ha. Nó ở dưới đây này các bác này. Đấy, nó hơi sâu ha. Dưới đây nó cũng có bốn cái chân cao su này để mà nó các bác có thể để nằm được ha. Rồi, và hai bên là hai cái quai ha. Em mở cho các bác xem. Đây các bác vặn theo chiều nó sẽ ra ha. Đây. Chỉ là cái thùng đựng thôi các bác. Thùng đựng thôi ha. Nếu bác nào mua thì em sẽ bỏ vào cho các bác luôn. Các bác sưu tầm ha. Đây, hai bên là bốn lỗ ốc để mà các bác giữ con đẩy lại ha. Đây, bốn lỗ ốc đây. Đây, cái thùng này bác nào mua thì em sẽ đưa cho các bác luôn ha. Rồi, đầu tiên em sẽ quay cho các bác xem con này trước đây. Đây, hàng về mới tinh thì các bác xem qua này. Đây, đẹp như mới luôn các bác, xuất sắc luôn ha. Đây, những cái lỗ ốc này là họ bắt ốc các bác này, cho nên là nó có xước ha. Tại vì họ gắn vô đây này. Họ gắn vô đây này, đấy, cho nên là nó bị xước những cái lỗ này ha. Đấy. Còn tất cả còn lại thì đẹp như mới các bác, xuất sắc luôn. Đây là hai cái quai đây. Đấy. Dòng đẩy 2 cân 2 volume này các bác này, một đốt nguồn đây ha. Rồi, và tiếp theo là phía trên, và em sẽ mở cho các bác xem bên trong ha. Đây các bác cùng xem mặt lưng này, mới tinh luôn các bác này. Đấy. Rồi, và tiếp tục là bên trong nội thất ha. Đây, các bác cùng xem một cái nội thất siêu gấu luôn các bác. Đây, cực kỳ gấu ha các bác ha. Đây, em đếm sò cho các bác xem này. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 các bác ha. Vế trên là 15 con. 15 con sò. Và vế dưới các bác ha. Đây, một vỉ như vậy nó có hai vế các bác. Vế trên, vế dưới ha. Tổng cộng là một vỉ như vậy là 30 con ha. Và bên đây là 30 con nữa các bác. Tổng cộng là 60 sò than ha. Cực kỳ gấu các bác. Rồi, em sẽ quay nốt con này và mở cho các bác xem luôn ha. Đây, con 3500 này cũng đẹp xuất sắc này các bác. Đây. Chỗ này nó dính một ít bụi chỗ này các bác ha. Đây, cũng đẹp xuất sắc luôn các bác. Hai cái tay cầm đây. Đấy, BC3500. Rồi, và đây là mặt lưng này. Mặt lưng thì con này có những cái vết xước các bác ha. Đấy, những con đẩy đè lên và bị kéo hay sao các bác, cho nên nó bị xước ha. Đấy, tổng thể thì nó còn đẹp lắm, nước sơn nó còn bóng hới ha. Nó chỉ bị xước những cái đường như vậy thôi. Đấy, phía trên mặt lưng ha, những cái chữ vàng nó còn hết nè các bác này. Rồi, và em sẽ mở cho các bác xem bên trong luôn. Con này thì công suất nó yếu hơn ha, sò nó ít hơn. Và nguồn thì nó chạy một nguồn ha. Đây các bác cùng xem bên trong, hai con là mới tinh luôn. Đây, siêu đẹp các bác ha. Rồi, và đây là dãy sò này các bác này. 2, 4, 6, 8, 10 ha. Đây, cái vế trên là 10 con, vế dưới 10 con ha. Tổng cộng là 20 này, 20 với 20 là 40 ha. 40 sò than. Đấy, tụ nó nằm trong đây này các bác này. Con này nó chạy hai con tụ trong đây ha. Còn cái đời này thì nó chạy bốn con tụ trong đây các bác này. Bốn con tụ lớn ha. Đời này nó chạy hai nguồn các bác này. Đấy, công suất khỏe mà, chạy hai nguồn ha. Hai nguồn bốn tụ. Đấy, 60 sò mới tinh các bác cùng xem này. Đấy. Rồi, và tiếp con 3500 đây ha. Con này thì một nguồn ha, một nguồn hai tụ, 40 sò than. Rồi, em sẽ quay cho các bác xem phía sau ha. Phía sau con 3500 trước này. Đấy, nói chung là nó đẹp xuất sắc các bác ạ. Đấy, xuất sắc luôn ha.
đây là hai cầu loa. Đấy, các bác cùng xem cái trở kháng của nó, đánh CT là từ 4 tới 8 ohm ha. Đánh rít lại là từ 8 tới 16. Đây các bác đánh rít là các bác chơi hai cầu này ha. Đây nó có đề này. Hai cầu này là trừ này, cộng này. Này các bác đánh sub ha, hoặc là các bác đánh chập kênh thì các bác chơi chế độ rít lại ha, công suất nó sẽ khỏe hơn. Cho các bác đánh một cái loa ha, một cái loa mà công suất lớn các bác, chẳng hạn như các bác đánh sub ha. Còn các bác chơi chế độ CT thì các bác đánh bình thường, đánh hai cầu bình thường ha. Đấy, CT thì là từ 4 đến 8 ohm. Rồi, Yamaha BC3500 này các bác này. Đường vào là 6 ly. Đấy, cân đồng đực, cân đồng cái ha. Bên B, bên A đây. Rồi, các bác cùng xem đây. Điện 100V ha. Công suất tiêu thụ 450W và made in sao băng đây. Và công suất đa loa đây các bác ha. Công suất đa loa là 500W một kênh ha. Trên 4 ohm. Đấy, chế độ CT ha. Còn các bác đánh chế độ rít lại thì nó là 1000W ha. Đấy. Bình thường các bác chơi CT thì bình thường là 500W một kênh ha. Đấy, với mức công suất này thì các bác chơi những cặp full 40 là thoải mái rồi ha. Bác 40 các bác chơi thoải mái luôn. 500W một kênh ha. Rồi, và qua tiếp cái con 7500 đây. Đấy, cái trở kháng thì nó cũng vậy ha. Nó y như nhau, nó chỉ khác cái mức công suất thôi các bác. Đấy, mới tin cho các bác sử dụng này. Rồi, và công suất ra loa của cái dòng này ha thì nó là 1000W một kênh các bác. 1000W một kênh trên 4 ohm ha. Đánh drift là 2000W ha. Đấy, cực kỳ khỏe các bác. Mỗi vế là 1000W ha. Cái này là mỗi vế là 500W. Đấy, các bác chơi 40 mà full đôi còn được ha, con này. Đấy. Rồi em cũng xin báo giá cho các bác luôn. Đấy, tình trạng là hai con là đẹp zin nguyên bản ha và hoạt động hoàn hảo. Đấy, không lỗi ha. Tất cả thì em bao zin toàn tập cho các bác. Rồi, và con 3500 này ha. Con 3500 này, đấy, giá là 8 triệu đồng các bác ha. Giá là 8 triệu đồng em bao ship. Các bác đánh full 40 trở về ha. 8 triệu đồng em bao ship. Và cái con 7500 này thì các bác chơi full 40 ha, full đôi 40. Thoải mái ha. Đấy, hoặc là các bác có thể chơi hai cặp 40 với cái mức trở kháng là 8 ohm ha. Đấy, hai cặp loa Nhật hoặc là loa Mỹ ha. Rồi cặp này, con này em có xin báo giá cho các bác luôn. Con Yamaha BC7500 ha. Con này là 12 triệu 5 ha. 12 triệu 500 là em bao ship toàn quốc ha. Đấy, độ mới là xuất sắc luôn các bác. 12 triệu 500 em bao ship con này ha. Rồi bác nào quan tâm thì các bác liên hệ giúp em. Đây số điện thoại của em đây. 0981 384842. Rồi em cũng xin chào các bác nhé.